Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin hàng tuần của tạp chí Cao su Việt Nam. Bản tin tuần thứ 2 của tháng 10 năm 2018 có những nội dung đáng chú ý như sau. Khai mạc hội thao khu vực 5. Tuyên truyền pháp luật về lao động, tiền lương. Các đơn vị cao su đồng loạt tổ chức hội thi bàn tay vàng. Gia đình công nhân phát triển kinh tế từ sự đam mê hoa lan. Ngày 23 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khu vực 5. Tham gia hội thao có hơn 500 vận động viên đến từ 12 đơn vị. Thông tin từ ban tổ chức hội thao, trong năm khu vực thì khu vực 5 quy tụ nhiều đội có bề dày truyền thống, có phong trào thể dục thể thao phát triển ở cơ sở, có thành tích tốt tại các hội thao lần trước và tiếp tục được đầu tư, chuẩn bị chu đáo cho hội thao lần này. Đây cũng là khu vực các đội đăng ký tham gia tranh tài đầy đủ các bộ môn thi đấu và nhiều nội dung thi đấu nhất. Do vậy, hội thao công nhân viên chức lao động khu vực 5 sẽ có chất lượng chuyên môn cao, giàu tính cạnh tranh, diễn biến gây cấn hấp dẫn. Trước đó, hội thao công nhân viên chức lao động tập đoàn đã được tổ chức thành công tại 4 khu vực là Sơn La, Gia Lai, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Hội thao nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, kỷ niệm 89 năm truyền thống ngành cao su, 28 tháng 10 năm 1929, 28 tháng 10 năm 2018. 197 cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ về lao động tiền lương từ 64 đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia hội nghị tuyên truyền pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tập đoàn tổ chức vào ngày 23 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được triển khai trong một ngày với 4 chuyên đề chính như những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, chuyên đề chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tình hình thực hiện, chuyên đề một số sai phạm thường gặp trong việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, chuyên đề một số nội dung quản lý tiền lương, thực hiện chế độ tiền lương, hợp đồng lao động và kỷ luật lao động. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chức năng quản lý nhà nước về lao động tiền lương và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong toàn tập đoàn. Vừa qua, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Đặc biệt, tôn vinh những thành tích của nữ cán bộ công nhân viên chức lao động ngành cao su. Theo đó, trong 5 năm qua, chị em phụ nữ ngành cao su đã lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc với gần 56.400 chị về trước kế hoạch năm, trên 77.600 chị đạt lao động tiên tiến, trên 13.800 chị đạt chiến sĩ thi đua các cấp, gần 1.300 chị có sáng kiến làm lợi cho nhà nước và tập đoàn. Cũng tại đây, các chị đã được nghe tiến sĩ Lê Thị Linh Trang, trưởng khoa Đại cương Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, thuyết giảng chuyên đề vai trò của cán bộ nữ trong quản trị doanh nghiệp. Cũng kỷ niệm 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức họp mặt biểu dương đóng góp của nữ cán bộ công nhân viên chức lao động ngành cao su. Tại buổi họp mặt, chị em đã được nghe cô Võ Thị Xuân Trang, hiệu trưởng trường John Robert Bower nói chuyện chuyên đề văn hóa ứng xử tác phong của người phụ nữ nơi công sở. Đây là những kiến thức, kỹ năng hữu ích giúp chị em tự tin, nhiệt huyết hoàn thành tốt công việc chuyên môn. Từ ngày 17 đến 19 tháng 10, 4 công ty cao su tại 3 khu vực là miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Campuchia đã đồng thời tổ chức hội thi bàn tay vàng cấp công ty. Đơn vị tổ chức sớm nhất là Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra trong 2 ngày 17 và 18. Tham dự hội thi có 48 thí sinh đến từ 6 nông trường và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Karachê, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông. Sau 2 ngày tranh tài, nông trường Tân Lập xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về nông trường Tân Thành và giải ba được trao cho nông trường An Bình. Về giải cá nhân, thí sinh Nguyễn Đức Hải, nông trường Tân Thành vượt qua các thí sinh tham dự hội thi để giành giải nhất. Giải nhì gồm có Nguyễn Văn An, Trần Văn Thông, nông trường Tân Lập, Hoàng Văn Phúc, nông trường Tân Lợi. Ba giải ba thuộc về Đoàn Mạnh Hồng, nông trường Tân Lập,
Nguyễn Văn Ngọc, nông trường Tân Thành và Võ Văn Trung, nông trường An Bình. Để khích lệ người lao động hăng hái tham gia phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, lãnh đạo công ty quyết định nâng giá trị giải thưởng cao hơn so với lần trước, với tổng giá trị là 276 triệu đồng. Ngoài giải thưởng do công ty trao tặng, công đoàn cũng khen thưởng cho các cá nhân và tập thể với tổng số tiền gần 72 triệu đồng. Đoàn thanh niên công ty cũng trao 6 triệu đồng cho giải nhất, nhì, ba đồng đội. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Bình Long, hội thi bàn tay vàng được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10, thực sự là ngày hội lớn của người lao động công ty. Trong không khí thi đua sôi nổi hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018, hội thi bàn tay vàng như tiếp thêm niềm tin, động lực để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch tập đoàn giao. 48 thí sinh đến từ 8 nông trường trực thuộc là những bông hoa tươi thắm trong phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi của công ty đã cùng tranh tài tại hội thi. Kết thúc hội thi, tất cả thí sinh đều cùng đồng đội tham gia các trò chơi do đoàn thanh niên công ty tổ chức. Một không khí tươi vui, phấn khởi thay cho những phút giây căng thẳng hồi hộp tại trường thi. Tất cả thí sinh đều vui khi hoàn thành tốt phần thi. Hội thi khép lại với phần trao giải. Nông trường Trà Thanh đạt giải nhất, giải nhì là nông trường Sa Trạch, giải ba được trao cho nông trường Đồng Nơ, giải khuyến khích thuộc về nông trường Minh Hưng và Bình Minh. Về giải cá nhân, anh Phạm Thường Duy, nông trường Đồng Nơ xuất sắc giành giải nhất. Cũng trong tuần qua, ngoài các đơn vị khu vực miền Đông Nam Bộ, thì các đơn vị khu vực khác cũng đã tổ chức thành công hội thi của mình. Cụ thể như, tại Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Ea Hà Leo đã tổ chức thành công 2 ngày 18 và 19, tại vườn cây tổ 2, đội sản xuất cao su Ea Kha. Cũng trong 2 ngày đó, ở Campuchia, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Tân Biên Kampong Thom cũng tổ chức hội thi với sự tranh tài của 18 thí sinh người Campuchia. Được biết, các thí sinh đạt giải tại hội thi này được trao thưởng bằng hiện vật như xe máy, dàn karaoke, điện thoại di động. Mời quý vị và các bạn đến với diễn biến giá cao su trên sàn giao dịch Tocom trong tuần qua. Mặc dù giá cao su có tăng, có giảm, nhưng nhìn chung giá cao su tuần qua giảm nhẹ. Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo, giá cao su ngày 15 tháng 10 năm 2018, kỳ hạn tháng 3 năm 2019 tăng 0,7 yên, tương đương 0,4% lên 169,4 yên trên 1 kg. Sang ngày 16 tháng 10, giá cao su kỳ hạn tháng 3 năm 2019 giảm 0,2 yên, tương đương 0,1%, xuống còn 168,6 yên trên 1 kg. Tuy nhiên, sang ngày 17 tháng 10, giá cao su kỳ hạn tháng 3 năm 2019 tăng 1 yên, tương đương 0,6%, lên 170,1 yên trên 1 kg. Sau khi tăng 1 yên ngày trước đó, giá cao su ngày 18 tháng 10, kỳ hạn tháng 3 năm 2019 lại giảm 2,2 yên, tương đương 1,3% xuống còn 167,7 yên trên 1 kg. Tiếp theo đó, giá cao su ngày 19 tháng 10 xuống còn 166,3 yên trên 1 kg. Như vậy, trong tuần qua, giá cao su có tăng giảm, nhưng tính chung cả tuần qua giá cao su giảm nhẹ. Với niềm đam mê hoa lan, lúc đầu vợ chồng chị Lê Thị Quang, công nhân cao su đời 7 nông trường Nhà Nai, công ty cổ phần cao su Phước Hòa, trồng để làm cảnh trong gia đình. Sau đó thấy hoa nở rộ đẹp nên quyết tâm đầu tư trồng đại trà để kinh doanh. Từ bước đi mạnh dạn ấy, hiện nay vườn lan của gia đình chị Quang đã tạo nên giá trị kinh tế khá cao. Theo chân anh Nguyễn Văn Hưng, chủ tịch công đoàn nông trường cao su Nhà Nai, công ty cổ phần cao su Phước Hòa, chúng tôi đến thăm vườn lan của vợ chồng chị Lê Thị Quang và anh Cao Xuân Liệu. Hình ảnh đầu tiên khiến chúng tôi choáng ngợp trước màu sắc của vườn lan đang nở rộ. Sắc trắng, đỏ, hồng đan xen như một bức tranh tuyệt đẹp. Hiện tại, vườn lan của anh chị tuy diện tích nhỏ nhưng đã có trên 7.000 cây lan. Chủ yếu là giống Munkara được nhập từ Thái Lan về. Cũng như bao người khác, trước khi quyết định đầu tư làm việc gì, anh chị cũng mày mò tìm hiểu, tham gia khóa học về trồng và chăm sóc hoa lan,
gia nhập hợp tác xã, đăng ký vào câu lạc bộ Hoa Lan Đất Thủ tỉnh Bình Dương. Nhờ vậy, anh chị đã có rất nhiều kiến thức khi đầu tư trồng lan kinh doanh. Mới đầu thì cũng có đi học tham gia cái lớp về cây kiểng á, thì mình cũng biết là bệnh về bệnh đó nó cần thuốc gì, rồi mình cũng tự trừ bỏ. Trước đây, hai vợ chồng anh chị đều là công nhân cao su của nông trường cao su Nhà Nai, công ty cổ phần cao su Phước Hòa. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, anh Liệu mới nghỉ việc để lo phát triển kinh tế gia đình, còn chị Quang vẫn tiếp tục gắn bó với vườn cây vì quá yêu nghề. Ngoài thời gian trên vườn cây, chị cũng tranh thủ phụ giúp chồng để vườn lan được phát triển tốt hơn. Anh Liệu cho biết, khởi nguồn cũng từ đam mê của hai vợ chồng về hoa lan. Thế nên khi làm kinh tế gia đình, vợ chồng anh chị đã chọn trồng lan. Vẫn biết là công việc gì cũng còn rất nhiều khó khăn, nhưng khi đã thích rồi thì cũng cố gắng và đặt trọn tâm huyết vào đó. Ngoài các hoa bán hàng tuần, vợ chồng anh chị còn tranh thủ mua phôi giống về nhân và chiết để nuôi bán cây con. Nguồn thu nhập từ việc bán cây cũng ổn định. Mỗi tuần cắt lan bán một lần. Nhờ tham gia câu lạc bộ nên không phải lo về đầu ra. Bên cạnh đó, các shop hoa ở địa phương cũng đặt hoa. Theo như gia đình anh chị cho biết thì chỉ mới ngày hôm qua đây thôi thì cái vườn lan mà anh chị cắt bán thì được thu nhập gần 2 triệu đồng một ngày. Thì vào những cái thời kỳ mà vườn lan trổ bông và đỉnh điểm nhất thì thu nhập của gia đình anh chị mỗi tháng có thể lên đến 20 triệu đồng. Chỉ với diện tích một sào đất ban đầu, anh chị đã tận dụng cả những khoảng trên không để tăng số lượng lan trong vườn. Với hơn 7.000 cây lan Moncara, anh chị đầu tư trọn gói là 100.000 đồng trên một cây. Ngoài ra, ban đầu còn đầu tư chi phí làm dàn lưới, khung, giống nên chi phí bỏ ra khá cao. Tuy nhiên, với thành công cơ bản bước đầu khá tốt nên anh chị đang có mở rộng thêm diện tích để trồng lan. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin tuần này của tạp chí Cao su Việt Nam. Bản tin được phát định kỳ hàng tuần trên trang tin điện tử tạp chí cao su.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.